Hello, Cam Thi mến chào cả nhà nha. Hôm nay Cam Thi ở Costco á, thì Thi sẽ giới thiệu những mặt hàng mới ở Costco cho cả nhà thấy ha. Và bây giờ Thi sẽ bắt đầu giới thiệu nha. Thi thấy ở Costco nó mới nhập về cái gạo này có 18 đồng 99. Thấy mấy người Asian á, mua nhiều, rất là nhiều. Mình sẽ mua thử về ăn coi có ngon không nghe cả nhà. Rồi thì biết là mấy cái tiệm Á Châu á, bán cái gạo này rất là mắc, 26, 27 đồng luôn. Mà ở Costco thì giá quá rẻ. Chắc là ngon lắm. Để mình về mình ăn thử rồi thì sẽ cho cả nhà biết ha. Cái này là 25 pound không? Một cái bịch dày 25 pound mà 18 đồng 99. Ôi. Và sẵn đây thì cũng nói thêm cái bí mật ở Costco á. Nếu mà cả nhà thấy nó có cái dấu hiệu ở trên cái giá, dấu hiệu này nè, là cái mặt hàng này sẽ không còn nữa không? Nếu mà nó hết á, mình thấy không, là mình phải chụp, nếu mình thích chụp mua liền, không thôi là nó sẽ delete á, nó không có nhập về nữa. Nếu mà có nhập về thì cũng là cái công ty khác, hoặc là sửa đổi lại những cái mẫu mã này nọ thôi, chứ không có giống như exactly là cái mặt hàng cũ này. Nên mọi người thấy có cái dấu này nè, dấu hoa này là nó, mặt hàng này sẽ bị xóa nha, không có nhập về nữa. Cái đó là bí mật của Costco á cả nhà, mình phải biết để mình có nhiều lúc á mình thấy cái này mình thích á mình phải mua chân thôi delete. Đây là mặt hàng mới ở Costco nè cả nhà, cái đồ mà để organizer đó. Tôi thấy có đang sale 21 đồng 99 mà bớt 4 đồng còn 17 đồng 99. Nếu ai cần thì nhớ mua nha. Nó hết hạn là ngày 6 tháng 3 hết hạn. Rồi. Đây là ba cái dĩa lớn. Thì cũng nhắc lại là nếu mà mình thấy, hồi nãy Thi nói là nếu mà thấy cái này á là nó sẽ xóa ha. Rồi nếu mà mình thấy số đằng sau á 97 á sen á, là cái này nó, mặt hàng này nó đã bớt xuống rồi. Thí dụ giá gốc á là 20 đồng hay nhiêu á, mà bây giờ mình thấy cái này 97 sau là nó đã sell rồi ha. Còn có 14.97. Còn cái này cũng vậy. Nè, mình thấy số 97 sau á là mặt hàng này nó đã sell xuống rồi. Đó. Mình mua là giá sale đó, nó không phải là giá gốc của nó đâu. Cái này thì nó 4 cái nè. Rồi đó, cái này là 4, cái này là nấu ăn được luôn nè. Mình bỏ vào lò mình nướng cũng được nè, không bỏ nguyên cái này vào lò nướng cũng ok, rất là an toàn. Gồm có 4 piece. Và đây là mặt hàng mới ở Costco nè cả nhà. Cái này là cái đồ đựng để giặt áo quần á, laundry towel. Nó gấp lại được nè cả nhà. Mình ứng hai bên giờ. Đó. Là nó sạp xuống cũng gọn. Và đang sale 2 pack 14 đồng 99, 4 đồng off. Này rất là gọn ha. Rồi ai cần cái túi để mang đồ đi giặt á thì mua Costco nghe cả nhà, đang good deal. Thấy đây là cũng sản phẩm mới ở Costco nè cả nhà. Cái này là đồ organize bếp của mình, 19 đồng 99
bốn cái căn nhỏ nhỏ này nè, hai này cái này lớn, hai cái này nhỏ. Rồi kế tiếp là hai cái bình để đựng dầu ăn á, vinegar set, à nó đang sale 12 đồng 97, màu xanh và màu kem. Đây, cái màu kem. Rồi cái này nè, đó cả nhà cũng để ý nè, nếu mình không mua thì nó sẽ không bao giờ bán lại ha. Hồi đó thì thấy người ta mua ở Costco hai cái chai mà xịt xà bông ra bằng tự động á, mình đưa cái tay cái nó ra đó, cái mình thấy á, mình thích lắm, mình chưa kịp mua, cái mình nói từ từ mua, cái hồi lúc mình cần á thì nó hết trơn rồi, nó không bán nữa, mà bữa đó nó bán rẻ lắm, nguyên một cặp luôn mà rất là rẻ, mà mình không mua. Bởi vậy thì lên election rồi, nếu mà mình thấy được mình cần á là mình mua liền, chứ mình đừng có đợi, mình đợi nhiều lúc nó hết trơn, mình mua chỗ khác nó rất là mắc, gấp đôi luôn á. Thì thấy cái này cũng gọn lắm nè cả nhà, 6 cái cái đồ để mình đựng storage á, đựng pin, đựng đựng này đựng nọ đó, đang sale 6 đồng off, 29 đồng 99, còn 23 đồng 99. Bốn cái này có cái nắp luôn, rất là dày và chắc chắn nè. Bốn cái hũ, 6 cái hũ lận. Đó, ai cần cái đồ mà đựng đựng đường, đựng bột, đựng cà phê rồi thì mình mua cái này ha. Rồi. Costco đang sale KitchenAid 80 đồng off. 6 quạt mixer. Ai cần mua cái máy để làm bánh hay là đánh bột, đánh làm chả này nọ thì nhớ mua, ghé Costco nghe, very good deal á. Rẻ hơn trên Amazon nhiều. Amazon này chắc là cũng mắc hơn Costco. Nè, nhìn thấy không? Thôi, nó có thì mình mua thêm mấy cái này nữa, chứ không phải là nó có thẳng sẵn trong đó. Ôi, cái máy Cucina này giờ cũng sale nữa cả nhà. Bữa thì có mua máy một cái rồi, giống y chang cái này nè. Bây giờ sale 159. Thì thấy cái này rất là giá là rất là rẻ và tốt nữa. Bữa thi xay chả đó rất là mạnh. Thì làm chả rất là mạnh và ngon. Rồi nếu ai cần cái máy này thì nhớ mua nghe cả nhà. Costco bán giá rất là rẻ, đang sale đến ngày 4 tháng 3 hết hạn nha. Rồi. Ôi, cái máy này đẹp quá trời luôn. Hồi đó thi mua cũng air fryer ở Costco, nó nhỏ quá mà bây giờ tiếc. Phải chỉ mua cái bự vậy mình xài được đủ thứ ha. Bây giờ đang sale 20 đồng off, 120 còn 100. 27 tháng 2 là hết hạn nha cả nhà. Rồi cái máy này rất là đẹp ha. Có 2 tầng hay sao? Úi giời. Không có mở ra được. Mình không mở ra được. Sao kỳ vậy? Không cho mở ta. Chắc lóc rồi. Nhưng mà nhìn thấy đã quá. Này, mình nướng là 2 tầng luôn. Nó cũng Vegas. Cứ sai thấy nướng con gà luôn à. Con gà bỏ vô đây vừa luôn á. Dưới xăng luôn á cả nhà. Nghe ha. Thấy rẻ quá nha. Mốt cái kia hư mình mua cái này quá. Air fry giờ rất là công dụng.
cả nhà mình ai thích trồng trái cây thì ở Costco nó bán nè, 13 đồng 99, nho nè, blueberry nè, raspberry, cái cây luôn. Thi thích trồng lắm, bữa trồng apple với lại chiếc pear rồi, còn này chưa dám trồng, chưa dám trồng cái cây, mấy cái cây này. Nếu mà mình trồng được là tốt ha, giống như organic luôn. Thấy cũng good quá ha. Trời ơi, 2 cây luôn, một hộp vậy 2 cây mà 13.99, cũng rẻ quá ha. Mùa xuân sắp đến rồi. Nhà ơi, thấy hoa Costco rẻ không? 12.99. Mua nhanh tay nghe, không thôi người ta lựa hết á. Thì cũng có mua rồi á, nhưng mà chưa có trồng. Hoa đẹp quá ha. Thấy Costco nó mới có cái loại mà solar light để ngoài đường á, để ngoài trước nhà mình á. Thì thấy cái kiểu này rất là đẹp và mới nè. 49 đồng 99, 6 cái đèn LED solar của Tommy Bahama, nhìn đẹp quá ha cả nhà. Mình mà mua thì mình phải mua 2 thùng, tại một thùng có 6 cái thôi. Đẹp quá, chiếu xuống đẹp ha. Bây giờ là sản phẩm cuối cùng thi thiệu là đang on sale, 199 đồng 99, digital toaster oven với lại air fryer luôn, hai thứ hai trong một á cả nhà. Rất là lớn, this size. Mình làm tiện á, mình ăn ít gia đình nhỏ thì mình xài cái này á, đỡ tốn điện hơn ha. Là mình mở cái oven lớn của mình á, nó tốn nhiều điện hơn. Mình nướng bánh á, bánh bông lan hay gì á, mình làm trong cái này cũng được nè cả nhà. Tại nó nhỏ đó. Rồi, đang sale 40 đồng off, còn 159 đồng 99. Rồi, thôi thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và bình an. Bye bye, see you next time. Rồi, đây là hạt gạo của nó nè. Đó, cái hộp nó cũng ngắn ngắn và nó tròn tròn. Thấy mấy người Hàn Quốc á đi mua cái này nhiều lắm, mấy bao luôn á, thì thấy mua 5-6 bao luôn, nói là rất là rẻ. Rồi giờ mình sẽ nấu ăn thử nha cả nhà. Thi chiếu nồi cơm mới nấu nè, bằng gạo mới nè cả nhà. Mấy bữa giờ anh Huy ăn thì thấy thích lắm, thấy ngon lắm, ngon hơn là cây gạo mà con voi ở Costco nó bán á. Anh Huy ăn này thích rồi. Gạo này là ở Mỹ, nó trồng ở Mỹ đó, nên là thấy là yên tâm chất lượng á, ăn rất là ngon. Thì nấu 4 lon á, thì khoảng 1 lóng tay á, mình bỏ nước trên lóng tay nè, ngay lóng tay này đây thôi. Ăn thì rất là dẻo ngon. Huy thích ăn gạo này phải không anh? Thích ăn gạo này phải không anh? Nó trắng mà nó dẻo ngon lắm. Rồi cả nhà mình ăn thử cái gạo này ha, ở Costco vừa rẻ và vừa ngon nữa. Gạo này thì cũng có thể làm sushi, tại vì nó ghi ở ngoài là sushi rice á. Thấy ăn thì rất là ngon. Rồi thôi, Cam Thi bye nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. See you next time.